Lắc thì la lên nha mấy friend. Wow, ghê chưa? Vừa vào là khiếp chưa? Hello mấy friend, and welcome to the game Hockey Mask mấy friend. Anh chàng đeo mặt nạ hockey vô kế. Thấy ai đang nằm trong cái bao đâu? Người chửi mình như người chat nhiều nhất. Và biết ai đeo mặt nạ đâu? Còn ai vào đây? Chính là Dũng đấy. Tiếng hét vừa rồi là của bạn mà chửi Dũng nhiều nhất trên kênh chat. Là ai người đã tự biết? Wow, mình vừa nghe tiếng hét, mình cần phải đi kiểm tra my friend. Bây giờ mình nhập hồn vào một người khác, ok. Đây là một bạn trẻ khác. Bạn trẻ này có chửi Dũng nhiều không? Chúa mới biết được. Thời gian sẽ trả lời. Nếu như bạn này sống thì là không, mà nếu chết thì là có. Mọi người đi đâu hết rồi? Wait what? Ai lại cắm trại bệnh hoạn vậy? Người ta cắm trại, người ta cắm ở cái khu nó xa xa mấy cách nhà, chứ ai lại cắm trại ngay sát nhà thế này? Bây giờ game này chơi sao? Đi tìm mọi người nè mấy friend. Chuẩn bị bị dí này. Sau đó mình chạy này. Sau đó mình không thoát được. Sau đó mình chết. Sau đó hết game mấy friend. Ok. Mình cần phải chạy mấy friend. Mình cần phải trốn ở đằng sau cách. Mình cần phải trốn đằng trong căn nhà. Nhân vật nói vậy mấy friend. Thể loại game này mình chơi, nếu nói 1000 game thì hơi nhiều, nhưng mà chắc chơi được 999 game như thế này rồi đó. Mình cần phải vào nhà để trốn chứ mấy friend. Woo! Hết game. Trốn vào tù được không? Được nè, nice. Tất cả đồ của mình đâu rồi, điện thoại của mình đâu rồi? Có một tờ giấy mấy friend. Bạn chưa bao giờ gửi cho tôi cái tờ ghi chú của bác sĩ Donald à, nhưng tôi không cần nó nữa. Tại vì rất tốt được gặp bạn ở đây Donald à, chấm hỏi. Rồi giờ sao? Vô đây ngồi hả? Đóng cửa lại hả? Đóng cửa lúc nào? Mà đóng làm cái đách gì? Tầm này giờ này vào đây chỉ có chết, chỉ có cái chết đang chờ đợi. Ê? Cái này mới rồi nha. Vụ này mới rồi nha. Vụ này mình chưa gặp bao giờ nha. Ừ, đi được nè. Chạy được nè. Hello. Nay đâu phải cá tháng 4 đâu ta. Nay mùng 5 tháng 4 rồi. Hoặc có thể do mình tải game này lâu quá. Đáng lý là mình phải chơi game này vào ghé ngày cá tháng 4 á. Chứ thần sắc nhật thì nó đang tưởng nay ngày mùng 1 tháng 4 cho nên là mình cần phải tìm chìa khóa xe ra khỏi đây mà phải nè. Chìa khóa nằm ở trong một cái nhà nghỉ nào đó, không quá xa khỏi một căn nhà bị bỏ hoang hả? Đây vào bếp. Này anh kia chui từ trong này chui ra này. Hù, giật mình không? The hell? Ok. À, đây có phải là một trong những người bạn của mình không? Ôi không. Gì cảm xúc không? Rất là cảm xúc luôn. Ok, ai đó? Ai đang giải phẫu tử thi đó? Chìa khóa đập đâu cho mình? Phải chìa khóa đây không ta? Cái đỏ 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 này chắc chắn là chìa khóa đúng không? Hello. Xin phép chạy đường tắt về cho nó nhanh mấy friend. Oh shit, có một bức tường vô hình không cho phép mình chạy lên cỏ. Game đáng sợ mấy friend. 10/10 chưa? Mấy em thiếu gì mà coi đến đây mà không khóc đái ra quật mới lạ. Do là mình chơi game thể loại này 999 game rồi cho nên là mình không sợ thôi, chứ nếu mà lần đầu tiên gặp game này chắc là giờ mình la hét cho hàng xóm qua gào cái. Ủa chứ good end của tôi đâu? Không có good end mà friend. Cho game 9 điểm. Elevator mà friend. Thang máy ok. Cùng nhắm anh game hay sao mà vừa vào y chang cái hướng dẫn hồi này vậy? WD để di chuyển mà friend hết. Play the game, exit the game mà friend. Y chang luôn, không khác một cái chỗ nào luôn. Chung nhắm anh game rồi đấy. Mày hiểu hết. Khúc này quen quen.
ngày xưa mình có chơi một cái game gì như thế này này, quên tiêu rồi. Game gì? Game gì kinh dị cực ngắn mà ven, dài 43 giây. Game nói về cái thang máy cho nên mình sẽ vào thang máy ok. Đó. Mở cửa coi. Đó. Ôi vãi cướp. Thì ra phải nhìn thẳng vào đây mới bấm E được mấy bạn. Này mình bấm E nó hơi trật qua cái khung màu trắng. Lùng của dối, lùng của dối. Giờ mấy bạn đi tầng mấy? À, ở đây chúng ta có 7 tầng tất cả mấy bạn. Số 7 nó hơi lệch tí, mình bấm số 7 nha. Em có để pin thì vậy. Gì ra? Gì đây? Hello. Có hai con mắt, ba con mắt. Hương ơi, ngự ở trên tường, thế gian này có ai đẹp dường như Dung? Walking Simulator với bạn là game đi dạo. Không có gì phải hoảng sợ hết, tất cả bình tĩnh. Dùng để chơi qua thể loại game này 1000 lần nữa ok. Tiếp tục bấm vào tầng 7 nha mấy friend. Tại sao vậy? Mình đánh đối nha mấy anh game mà. Thế yeah, cũng là cái tầng 7 nhưng mà nó lạ lắm mấy friend. Nó mất rất nhiều thời gian để có thể vận chuyển đến đó. Mặc dù vừa rồi là mình đang ở cùng tầng 7 ok. Bảy này bảy nào á? Bảy này lạ lắm. Hello. Kẹt rồi. Ok. Thôi, được rồi, đến đây chơi, đến đây là được rồi mấy friend. Bắt đầu mình thấy hơi khiếp rồi đấy. Ý là cái cảnh tượng này nó hơi tâm tẩm. Thế là mấy friend, nếu như là một người chơi game nhập vai ấy, ở một cái khu chung cư rồi mấy friend đi đâu là về khuya, đi làm hay đi chơi về khuya mấy friend. Xong mấy friend về chung cư của mình mấy friend. Xong mấy friend vừa bước đến cái hành lang đến chung cư của nhà mấy friend. Nhà mấy friend tất nhiên không phải nằm ở chỗ này mà nhà mấy friend nằm ở nhà số 2, số 3, số 4 chứ đó. Bấm chiếc mình đầu quái nhỉ, sao điện lại thì cúp hết thế này, chỉ được có mỗi cái đèn này sáng mấy friend. Để mấy friend có dám bước về nhà này hay là mấy friend ngủ trong tăng máy đêm nay mấy friend. Lời khuyên của Dũng là mấy friend ra công viên để ngủ ok, tại vì không có nơi nào là an toàn hết. Bấm thang máy xuống tầng hầm sau đó chạy thật nhanh đến công viên và ngủ. Dũng đang chờ ngoài công viên để móc túi mấy friend đấy. Em muốn đút ship ta? Không mấy friend. Holy shit. Mấy fan hỏi sao game đi chậm vậy à? Không phải do Dũng đâu. Nhân vật nó đang kiểu run sợ không thể bước tới. Game đang run sợ không thể bước tới chứ không phải là do Dũng đi chậm ok. Chuẩn bị, mình đang tập bẻ chuột 180 độ và sau đó chạy thật nhanh đó mà. Tay thì đè sẵn nút ship mặc dù không có nút ship rồi. Người chơi game nhập vai và có sự chuẩn bị là như vậy. Hello. Chỉ là ảo giác thôi mấy friend ạ. Uống nhiều chất kích thích quá với lại chất cấm trong máu nó quá gọi là cái ngưỡng cho phép. Cho nên là hơi tưởng tượng ra nhiều thứ, nó hơi vớ vẩn mấy friend. Đây, đây là một trong những thứ. Nhà nước chưa có văn bản quy định cụ thể về cái chất này mấy friend. Cái chất trong nước trà này này. Chưa gọi là có giới hạn liều lượng là một người trưởng thành được uống bao nhiêu, mà trẻ em được uống bao nhiêu, mà phụ nữ đang cho con bú là được uống bao nhiêu mấy friend. Cho nên là bây giờ vẫn rất khó hình dung được là uống bao nhiêu là đủ mà uống bao nhiêu là quá, cho nên là Dũng cứ lúc nào cũng uống quá cho đủ. Hiểu không? Sao mà hiểu được? Tầm này này Dũng uống quá nhiều rồi Dũng nói gì mấy bạn đâu hiểu được. Văn chương của Dũng bây giờ nó hơi lủng củng một tí mấy bạn. Từ ngữ nó nhá, loạn cả lên. Nào mấy bạn phải theo kịp Dũng thì chỉ trừ khi mấy bạn uống cùng cái chất này với Dũng mấy bạn và phải vượt cái ngưỡng cho phép kìa. GG. Ủa, cùng nhà với anh em mày nè. Cùng là cái thằng hồi nãy nè, sao đến đây được hay vậy? Bạn bắt xe taxi đến đây hay là đi Uber hay đi Grab?
hay là tự đi đến đây? Làm gì có chuyện tự đi đến đây được, tay chân như thế này sao mà đi được? Hay là cùng nhà phát hành game rồi, hoặc là một thằng anh làm rồi thằng em làm, hay là hai đứa chung một gia đình, my friend, dùng chung một cái máy tính để làm game. Chuẩn bị này, 1, 2, 3 bị hù nè, 1, 2, 2.5, thấy chưa? Back to you. Mình mà mình chơi 1000 game kinh dị như thế này rồi mà. You have nothing to do here. Bạn không có gì để làm ở đây hết, my friend. Ok, vậy thì mình đi về. Đi đi theo thằng kia được không? Không được. Qua đây được không? Không được. À, tưởng qua được chứ không được. Thôi mình lại đi về. Nhưng mà có về được không? Chắc chắn là không, my friend. Tại vì sao? Mình đã chơi 1000 game kinh dị như thế này rồi. Mình đọc được hết kịch bản, mình đoán được hết trước tương lai rồi, ok. Cho nên mình xin phép gọi là kết thúc game này để chơi game khác. Sợ quá, sợ quá. Ôi sợ quá, sợ quá. Ba con mắt thì sợ quá, sợ quá. Hello. Lại đi lên tầng 7 nha mấy friend. Nói vậy chứ mấy em học sinh tiểu học mà coi cái này đái đái quần. Ác mộng của Dũng tay nhận thật mấy friend. Mình đã từng kể mấy friend nghe tại sao mình không bao giờ đi thang máy ngoài đời lẫn trong game không? Tại vì mình sợ có ngày nó đứt cáp rồi bắt đầu ngồi trong này như một đống thịt mấy friend. Hello. Lụng hết, lụng hết. Nhưng mà lúc đó không phải là lụng của dội mà lụng của thang máy mày phải nè. Ủa gì kỳ vậy? Cái gì đây? Hi. How are you? Hết game. Và đó là game của... Không biết cũng phải chung nhà phát hành game biết, chú ấy biết được. Tí mình ra coi thử. Đó, cảm ơn bạn đã chơi thử hả? Không có gì mày phải nè. What? Cảm ơn Mr. Cyrex đã voice acting, my friend. Có nghĩa là nó cảm ơn thằng nào lồng tiếng con game này á. Từ đầu game đến giờ mấy friend nghe có giọng nói nào không? Ý là có ai lồng tiếng trong game này không? Lồng tiếng ở chỗ nào vậy? Này giờ có ai mở mồm nào không? Hay là tiếng game trong game này làm bằng mồm chứ không phải làm bằng âm? Sao lại có cảm ơn thằng nào lồng tiếng vậy? Có nghe nào nói gì đâu? Chắc là lồng tiếng xong mà nhà phát hành game quên không có ép cái file lồng tiếng vào trong game, hiểu không? Cho nên là dù sao cũng cảm ơn người ta, my friend. Mặc dù sản phẩm cuối cùng thì lại không có nghe thấy cái giọng lồng tiếng. Nếu ví dụ như mà có lồng tiếng đầu game sẽ kiểu oh my god, I'm so scared, I have to run, my friend. Wow, so scared, so scared. Đó, kiểu kiểu như vậy. Ok, cảm ơn mấy bạn theo dõi. Chúc mấy bạn mọi người theo like. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye, my friend. See you again. Psst.